xem luôn thì tổng thể là khổng lồ ha. Và nhìn thấy là khổng lồ nha. Đây là cái màn cửa bê tông này. Cầm lên xoay này. Xoay đi, cứ sẽ xoay theo nha. Đây. Cửa mở này. Đây, mở cửa cho ta sẽ đi vào. Yeah. Và nhìn thấy bạn này. Thế mà mình ra nha, trên này có nhà. Ok, let's go. Yeah. Còn đây là một chiếc xe đúc bê tông, phả bê tông nào ạ? Đây. Cái này đúc phả bê tông. Đấy, trần. Yeah. Nâng lên hạ xuống được các bạn. Nâng lên hạ xuống. Xoay này. Xoay 360 độ nữa nha. Chở xăng dầu cho sân bay máy bay nha. Đây là một chiếc xe tự độ các bạn ơi. Đây là chiếc xe đất đá nha.